đề nghị tuyên ông Đinh La Thăng 14-15 năm tù, Trịnh Xuân Thanh án chung thân. Tại phần luận tội của mình, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng 14-15 năm tù về tội cố ý làm trái, Trịnh Xuân Thanh 13-14 năm tù về tội cố ý làm trái, chung thân về tội tham ô tài sản, tổng hình phạt là chung thân. A. Chiều ngày 11 tháng 1, phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm bước sang phần tranh luận. Mở đầu phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đọc bản luận tội. Theo ông Đào Thịnh Cường, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam PVC là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm. Các bị can trong vụ án hầu hết là những người giữ vị trí chủ chốt trong những đơn vị kinh tế quan trọng, được nhà nước và nhân dân tin tưởng giao quản lý vốn và thực hiện những dự án, công trình lớn của quốc gia, trong đó có dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án nêu trên, vì những động cơ khác nhau, các bị can đã cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại đặc biệt lớn về kinh tế cho nhà nước. Thậm chí, một số bị can còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn để lập chứng từ khống rút tiền của dự án để ăn chia, chiếm đoạt sử dụng cá nhân. Hành vi này của các bị can đã gây bức xúc trong dư luận, gây mất lòng tin của nhân dân, cần được xét xử nghiêm minh trước pháp luật. Căn cứ kết quả điều tra vụ án, lời khai các bị cáo, phần bào chữa của các luật sư tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án cụ thể cho từng bị cáo. Cụ thể, bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN, bị đề nghị 14-15 năm về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVC, bị đề nghị 13-14 năm tù về tội cố ý làm trái và chung thân về tội tham ô tài sản, tổng hình phạt là chung thân. Bị cáo Vũ Đức Thuật, nguyên Tổng Giám đốc PVC, bị đề nghị 8-9 năm tù về tội cố ý làm trái, 18-19 năm tù về tội tham ô tài sản, tổng hình phạt 26-28 năm tù. Các bị cáo bị đề nghị tuyên phạt về tội danh cố ý làm trái gồm Phùng Đình Thực, nguyên Tổng Giám đốc PVN, 12-13 năm tù; Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN, 10-11 năm tù; Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN, 10-11 năm tù; Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng Trưởng ban Tài chính Kế toán PVN, 10-11 năm tù; Lê Đình Mậu, Phó Trưởng ban Tài chính Kế toán Kiểm toán PVN, 7-8 năm tù; Vũ Hồng Trương, nguyên Trưởng ban Quản lý dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, 2-3 năm tù treo; Trần Văn Nguyên, nguyên Kế toán Trưởng ban Quản lý dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, 2-5 năm tù treo; Nguyễn Ngọc Quý, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVC, 8-9 năm tù; Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVC, 7-8 năm tù; Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng PVC, 6-7 năm tù; Trương Quốc Dũng, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVC, 17-18 tháng tù. Các bị cáo bị đề nghị tuyên phạt về tội tham ô tài sản gồm Nguyễn Anh Minh, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVC, 18-19 năm tù; Lương Văn Hòa, nguyên Giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng Quảng Trạch thuộc PVC, 13-14 năm tù; Bùi Mạnh Hiển, nguyên Chánh Văn phòng PVC, 13-14 năm tù; Nguyễn Thành Quỳnh, Giám đốc Kỹ thuật Công nghệ, Tổng công ty cổ phần Miền Trung, 8-9 năm tù; Lê Thị Anh Hoa, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quỳnh Hoa, 30-36 tháng tù treo. Thử thách 5 năm, Nguyễn Đức Hưng, nguyên Kế toán trưởng Ban điều hành dự án Vũng Áng Quảng Trạch, 30-36 tháng tù treo; Lê Xuân Khánh, nguyên Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch của Ban điều hành dự án Vũng Áng Quảng Trạch thuộc PVC, 30-36 tháng tù treo, 6 tháng tù. Thưa quý vị, trong phiên tòa vào sáng ngày hôm qua, ngày 9 tháng 1 tại Hà Nội, ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty xây lắp dầu khí PVC, một mực bác bỏ cáo buộc lời khai của nhân chứng về việc đã nhận hối lộ 4 tỷ đồng tiêu Tết. Trịnh Xuân Thanh và cựu Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN Đinh La Thăng cùng 20 lãnh đạo khác tại PVN đang phải ra tòa tại Hà Nội từ hôm 8 tháng 1. Đối mặt với cáo buộc là tham nhũng và cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý gây hậu quả nghiêm trọng.
Trịnh Xuân Thanh đang phải đối mặt với cả hai cáo buộc này và nếu bị kết án có thể phải đối mặt với án tù nhiều năm hoặc cao nhất là tử hình. Liên quan đến cáo buộc tham nhũng, cáo trạng của Viện Kiểm sát xác định Trịnh Xuân Thanh đã đề ra chủ trương cùng với một số lãnh đạo khác của PVC lập khống hồ sơ rút hơn 13 tỷ đồng để chia nhau sử dụng cá nhân, trong đó ông Trịnh Xuân Thanh được ăn chia 4 tỷ đồng. Ngoài ra thì ông Trịnh Xuân Thanh cùng với 3 bị cáo khác cũng phải chịu trách nhiệm trong việc sử dụng chung khoản tiền 1,5 tỷ đồng. Vào hôm 5 tháng 1, 3 ngày trước khi phiên tòa diễn ra, mẹ ruột của ông Trịnh Xuân Thanh đó là bà Đàm Thị Ngọc Kha đã đến Cục Thi hành án Nhân dân thành phố Hà Nội để nộp 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Tuy nhiên thì trước tòa, ông Thanh khai ông đã đề nghị cơ quan điều tra cho ông được khắc phục hậu quả để chờ cơ quan điều tra tìm ra ai là người làm sai. Theo Bộ Luật Hình sự năm 2015 được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2008, người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất là 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ và tích cực hợp tác với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn thì không bị thi hành án tử hình. Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc trong bài phân tích về phiên tòa được đăng trên trang blog cá nhân của ông hôm 5 tháng 1 đã nhận xét với chúng tôi như sau. Trịnh Xuân Thanh là bị cáo duy nhất trong số 20 bị cáo có thể phải chịu án tử hình. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã kết luận Thanh không thành khẩn, tìm cách lẩn trốn truy bắt và cản trở việc điều tra. Ông Trịnh Xuân Thanh đã có thời gian xin tị nạn tại Đức khi bị truy nã trước khi bị bắt trở lại Việt Nam. Phía Đức cáo buộc Việt Nam đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh trái phép trên đất Đức, trong khi phía Việt Nam phủ nhận cáo buộc này. Phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng và các đồng phạm được đánh giá là một sự kiện quan trọng trong chiến dịch chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động gần 2 năm qua. Nếu Trịnh Xuân Thanh bị kết án, thì điều này sẽ có tác động lên các quan chức cấp cao có liên quan đến sai phạm lớn, dẫn đến thất thoát nghiêm trọng cho nhà nước. Tuy nhiên, ngay cả ở các nước lớn, các vụ sai phạm lớn không thể được loại bỏ hoàn toàn. Cá nhân tham nhũng và sẵn sàng liều lĩnh để có được những lợi ích lớn mà họ hy vọng nhận được. Trong trường hợp của Việt Nam, tham nhũng ở mức độ lớn chỉ có thể được giải quyết bởi các cơ quan điều tra và kiểm toán độc lập và một hệ thống báo chí tự do hơn không chịu tác động chính trị. Tôi không hy vọng gì vào phiên tòa vì ở Việt Nam hệ thống tư pháp không độc lập với quyền lực chính trị. Ngoài ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố trước công chúng là thân chủ của tôi có tội, thì tôi còn trông đợi gì? Luật sư Scarlett Hoff cho rằng bản án dành cho Trịnh Xuân Thanh chắc chắn đã được chuẩn bị từ trước khi phiên tòa diễn ra. Và với những gì mà bà đã chứng kiến, bà không có hy vọng gì về kết quả phiên tòa. Điều quan trọng theo bà vào lúc này là những gì sẽ diễn ra sau đó. Ông Đinh La Thăng xin nhận trách nhiệm cho thuộc cấp. Thưa quý vị, vào chiều 9 tháng 1, sau phần thẩm tra xét hỏi của đại diện Viện Kiểm sát, luật sư Phan Trung Hoài tham gia xét hỏi thân chủ là ông Đinh La Thăng. Ông Thăng nhiều lần nhận trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu BVN, đã chỉ đạo quyết liệt, có phần đóng dội dẫn đến sai phạm, nhưng hoàn toàn không có động cơ cá nhân nào. Ông Đinh La Thăng cho biết, giai đoạn 2006 đến tháng 8 2011, ông được đảng và nhà nước giao nhiệm vụ là Chủ tịch Hội đồng Thành viên BVN, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội. Theo ông Thăng, dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2